Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. VinFast non trẻ có thể làm được gì cho nền công nghiệp ô tô Việt? Toyota Wigo sắp về Việt Nam quyết đấu với Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. VinFast có thể làm được những gì cho ngành ô tô Việt? Không ồn ào, không làm nổi trên truyền thông, nhưng VinFast vẫn đang tiến rất nhanh và như thường lệ vượt ra ngoài dự đoán của cả giới chuyên môn lẫn người ngoài ngành, bất chấp tuổi đời còn quá non trẻ. Ngoại thất tuyệt đẹp, nội thất còn phải chờ. Vài ngày trước, hình ảnh rò rỉ của hai mẫu xe, một sedan và một SUV được cho là của VinFast tại một buổi ra mắt ở studio của hãng thiết kế Pininfarina Ý, một trong số 4 hãng tham gia thiết kế các mẫu xe cho VinFast và có mẫu xe nằm trong số được lựa chọn để đem tới triển lãm Paris Motor Show vào tháng 10 tới. Những hình ảnh ít ỏi, không rõ nét nhưng đủ cho thấy hai mẫu xe nói trên dường như đã được hoàn thiện kiểu dáng ngoại thất với những đặc điểm nhận dạng của xe hơi hiện đại thời nay như các hốc hút gió to, đường gân tạo dáng trên capo và lườn xe khỏe khoắn, cá tính. Thêm một lần nữa, hãng xe non trẻ VinFast chứng tỏ sự nghiêm ngặt trong việc thực hiện tiến độ và xua tan mọi nghi ngờ về việc làm thế nào để đủ khả năng giới thiệu hai mẫu xe mới tại triển lãm xe hơi quốc tế quan trọng Paris Motor Show. Trên thực tế, các quy trình bắt buộc để tạo ra một mẫu xe mới là rào cản để không chỉ VinFast mà ngay cả những hãng xe sừng sỏ nhất trên thế giới cũng không thể vì cố chạy tiến độ mà bỏ qua được. Chẳng hạn, các hãng xe lớn thừa sức liên khuân tạo dáng và cho ra mắt một mẫu xe có kiểu dáng ngoại thất đẹp trong một thời gian ngắn, thậm chí nội thất cũng có thể được thiết kế hòm hòm dưới dạng ý tưởng, song động cơ, hệ truyền động và các cụm máy còn đòi hỏi phải thử nghiệm riêng rẽ, thử nghiệm lắp ráp cùng thử nghiệm tính năng liên quan, chứ không chỉ đơn giản lắp vào khung gá là đã xong. Điều này cho phép dự đoán rằng hai mẫu xe VinFast sẽ đem tới Paris Motor Show 2018 có thể đã hoặc gần hoàn thiện kiểu dáng ngoại thất, nhưng nhiều khả năng nội thất và các cụm chi tiết máy gồm cả động cơ vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Thực tế, qua nhiều năm tại các triển lãm xe hơi, nhiều hãng vẫn cho ra mắt các mẫu xe ở dạng ý tưởng, tức là dạng xe concept, hoặc mẫu xe tiền sản xuất với một vài cụm chi tiết còn đang phát triển thử nghiệm hoặc đang chờ thay thế. Theo tiến độ đã công bố, những chiếc xe VinFast sẽ ra mắt tại thị trường vào khoảng năm 2019. Đây là tiến độ vô cùng nhanh bởi như đã nói, có những khâu trong quy trình sản xuất xe mới không cho phép đốt cháy giai đoạn, gồm việc thử nghiệm, kiểm tra để đạt các chuẩn quốc tế về chất lượng kỹ thuật cũng như là về an toàn. Hiện nay vẫn có nhiều hãng xe, kể cả các hãng xe lớn, mất thời gian từ 5 đến 7 năm, thậm chí lâu hơn để ra mắt một mẫu xe mới, thường là xe ý tưởng hoặc là siêu xe. Bước chân khổng lồ. Thẳng thắn mà nói, đối với VinFast, việc đề ra tiến độ nhanh chóng như vậy là hợp lý trong bối cảnh chung về xe hơi ở Việt Nam. Cần nhớ rằng, nền công nghiệp xe hơi thế giới đã trải qua hơn một thế kỷ phát triển xe hơi chạy động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xăng hoặc là diesel, trải qua khá nhanh bước đệm là xe hybrid và hiện nay nhiều hãng đã bắt đầu dành nguồn lực chính cho việc sản xuất ra xe điện. Những hãng xe sinh sau để muộn như VinFast rõ ràng không để mất cả thập kỷ để nghiên cứu và sản xuất xe chạy động cơ nhiên liệu hóa thạch, kể cả khi đó là mẫu xe tiên tiến và người tiêu dùng Việt Nam mới chuyển từ xe máy lên xe hơi chưa được bao lâu. Những nhà lãnh đạo VinFast đã tư duy và duy trì gắn chặt với ngành ô tô, chắc chắn hiểu rõ bối cảnh chung về thị trường, nên ngay trong kế hoạch ban đầu, hãng đã quyết định chơi lớn bằng các quy trình sản xuất song song, tung ra hai mẫu xe mới chạy xăng, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất luôn xe điện. Trên các diễn đàn lớn về xe hơi và trên mạng xã hội, việc VinFast sản xuất xe hơi cùng tiến độ thực hiện công việc rất nhanh của hãng xe non trẻ đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng những người tiêu dùng Việt Nam. Họ có thể là khách hàng trong tương lai của VinFast hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Sự mong mỏi về một thương hiệu xe hơi Việt do người Việt sản xuất là thứ tình cảm rất chân thật và nồng ấm. Nó không hề là chuyện xa vời cao siêu như chế tạo tàu vũ trụ, siêu máy bay. Thậm chí, gần đến nỗi nếu như có được chính sách đúng đắn trong một vài thập kỷ trước thì đáng lẽ ra chúng ta đã có thể sản xuất được chiếc xe hơi của Việt Nam từ lâu rồi, thay thế vì gò lưng đi lắp ráp thuê suốt vài chục năm và thanh minh hộ các hãng xe nước ngoài về việc họ không chịu tăng tỷ lệ nội địa hóa. Với tuyên bố mới đây của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, rằng những chiếc xe VinFast đầu tiên sẽ được bán trên thị trường trong nước, hy vọng người tiêu dùng Việt Nam sẽ sớm tiếp cận và trải nghiệm một sản phẩm cao cấp do chính tay người Việt sản xuất ra. Toyota Wigo sắp về Việt Nam quyết đấu với Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Các đại lý Toyota tại Việt Nam bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Wigo và dự kiến sẽ bắt đầu mở bán sau khoảng 3 đến 4 tháng nữa.
là mẫu xe được trình làng vào tháng 8 năm 2017 tại triển lãm ô tô Việt Nam. Mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Wigo đã nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng với thiết kế bắt mắt, nhập khẩu Thái Lan và giá bán dự đoán khoảng 300 triệu đồng. Một số đại lý Toyota ở Hà Nội đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này, công bố giá tạm tính hai phiên bản số sàn và số tự động lần lượt là 360 và 390 triệu đồng. Cùng với đó, mẫu xe này có thể về Việt Nam vào khoảng tháng 9 và tháng 10 năm nay. Như vậy, hiện thời giá tạm tính của mẫu xe này đã cao hơn so với dự đoán từ 60 cho đến 90 triệu đồng. Được biết, giá bán 300 triệu đồng dành cho phiên bản động cơ 1 lít, nhưng rất có thể phiên bản nhập khẩu về Việt Nam sẽ là phiên bản động cơ 1.2. Nằm chung phân khúc hạng A với Kia Morning và Hyundai Grand i10, Toyota Wigo có vẻ ngoài khá bắt mắt. Xe có thiết kế khá thể thao với phần đầu xe khá góc cạnh. Ngoài ra, đèn pha được trang bị projector, tích hợp đèn định vị ban ngày LED, đèn sương mù, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp xi nhan. Đặc biệt, chức năng sấy gương là trang bị khác biệt so với các phần còn lại của phân khúc xe cỡ nhỏ. Ở phía bên hông, phía dưới gương chiếu hậu còn có thêm một đường dập nổi sát cửa sổ và kéo dài về cuối xe, giúp cho chiếc xe nổi bật hơn. Chưa hết, Toyota Wigo được trang bị la răng 14 inch khá thể thao. Ở phía sau xe còn được thiết kế đơn giản với cụm đèn hậu dạng LED đi kèm đèn phanh treo cao ở cánh gió. Phiên bản 1.2 của Toyota Wigo là động cơ 3NRVE 1.2 dual VVT-i cho công suất 88 mã lực và mô men xoắn 110 Nm với hai phiên bản số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp. Về trang bị, mẫu xe này trang bị đơn giản chỉ với ghế nỉ, đầu CD, điều hòa chỉnh cơ và trang bị an toàn gồm có phanh ABS, hai túi khí và 4 cảm biến lùi. Có thêm phiên bản giá rẻ dưới 500 triệu đồng, Kia Cerato hút khách kỷ lục. Đưa ra thị trường thêm một phiên bản giá rẻ dưới 500 triệu đồng, Kia Cerato đã đoạt doanh số kỷ lục trên 1.000 xe một tháng. Phiên bản mới với mức giá rẻ hơn là Kia Cerato SMT đã có mặt tại các đại lý Kia trong tháng 5 với mức giá 499 triệu đồng. Với mức giá này, Kia Cerato SMT trở thành mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc xe hạng C tại thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của phiên bản mới đã mang lại những thành công đáng kể cho mẫu xe Kia Cerato. Trong tháng 5, lần đầu tiên Kia Cerato vượt mốc doanh số trên 1.000 xe một tháng. Cụ thể, theo thống kê, Kia Việt Nam đã bán ra 1.045 chiếc Kia Cerato trong tháng 5. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, Kia Cerato đã đoạt doanh số tổng cộng 4.500 xe, mức tăng trưởng 109%. Phiên bản mới Kia Cerato SMT giữ nguyên thiết kế như các phiên bản khác, với phần đầu xe có lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, đèn pha halogen dạng thấu kính với đèn LED ban ngày, cụm đèn sau dạng LED, mâm đa chiếu kích thước 17 inch. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, kính lái tự động một chạm, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, CD tích hợp Bluetooth và trang bị âm thanh 6 loa. Về trang bị an toàn, ở phiên bản này xe được trang bị an toàn với hỗ trợ phanh ABS, EBD và hai túi khí. Về động cơ, xe vẫn sử dụng động cơ tương tự phiên bản 1.6MT tiêu chuẩn, mang đến khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Ô tô giảm giá mạnh, xe nhỏ xuống dưới 50 triệu, còn xe to bớt hẳn 100 triệu. Trong tháng 6, nhiều hãng xe đại lý xe tiếp tục giảm giá nhiều mẫu ô tô, trong đó có những mẫu xe giảm giá hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng để thu hút khách hàng. Mitsubishi Electric là một trong những mẫu xe ô tô tích cực giảm giá nhất tại Việt Nam hiện nay. Trong tháng 6 này, giá xe Mitsubishi Electric tại một số đại lý sẽ được giảm từ 10 đến 15 triệu đồng cho từng phiên bản. Theo đó, giá bán thực tế của Mitsubishi Electric sẽ xuống từ 410 cho đến 505 triệu đồng cho 4 phiên bản. Cụ thể, Mitsubishi Electric phiên bản MT Eco có giá bán 410 triệu đồng, bản MT có giá 450 triệu, bản CVT có giá 505 triệu đồng và bản CVT Eco có giá 460 triệu đồng. Động thái của việc giảm giá lần này của Mitsubishi Electric nhằm cạnh tranh với hai đối thủ mạnh nhất trong phân khúc, xe hạng B là Toyota Vios và Honda City. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, hiện nay Mitsubishi Electric rẻ hơn hai đối thủ khá nhiều. Giá xe Toyota Vios 2018 đang ở mức 513 cho đến 586 triệu đồng cho 4 phiên bản, còn Honda City có giá dao động từ 559 cho đến 599 triệu đồng. Một mẫu xe khác của Mitsubishi cũng được giảm giá mạnh trong tháng 6 này là Mitsubishi Mirage. Mẫu xe này tiếp tục được điều chỉnh giảm giá 25 triệu đồng, kéo giá xe cho cả 4 phiên bản xuống từ 345 cho đến 475 triệu. Cụ thể, Mitsubishi Mirage bản MT Eco giá 345 triệu, bản CVT giá 475 triệu đồng, bản MT là 395 triệu và bản CVT Eco
435 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu ô tô được giảm giá nhiều nhất trong tháng 6 này là mẫu sedan cỡ trung cao cấp Tiana của hãng Nissan. Mẫu xe này tiếp tục được duy trì mức giảm giá lên tới 104 triệu như các tháng trước đây, đẩy giá bán lẻ của xe từ mức 1 tỷ 299 triệu xuống còn 1 tỷ 195 triệu đồng, áp dụng cho cả hai phiên bản Tiana 2016 và Tiana 2017. Mức giá này ngang ngửa với các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng D. Cùng trong xu hướng giảm giá phải kể tới những dòng xe của Chevrolet. Trong tháng 6 này, hãng xe Mỹ đồng loạt áp dụng giảm giá cho nhiều mẫu xe như Chevrolet Spark Duo LS giảm 30 triệu đồng, Spark LT giảm 25 triệu đồng, Spark LS được giảm hơn 40 triệu đồng, mẫu Avio LT và LTZ được giảm 60 triệu đồng, chiếc Cruze LT và LTZ được giảm 50 triệu đồng, mẫu Captiva LTZ được giảm 40 triệu và mẫu bán tải Chevrolet Colorado cũng được giảm từ 30 cho đến 50 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Trong khi đó, cả 3 phiên bản của mẫu SUV 7 chỗ Trailblazer vẫn duy trì mức giảm giá tương tự như hồi tháng 5 vừa qua. Cụ thể, Chevrolet Trailblazer vẫn được giảm và giảm khá nhiều, từ 30 cho đến 80 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Không chịu thua kém, nhiều mẫu ô tô mang thương hiệu Ford trong tháng 6 cũng được giảm giá mạnh. Trong đó, mẫu Fiesta nhận mức giảm giá từ 44 cho đến 56 triệu tùy theo từng phiên bản. Mẫu xe Ford Focus trong tháng này cũng được giảm giá. Trong đó, hai phiên bản 1.5 EcoBoost Titanium 4 cửa và 1.5 EcoBoost Sport 5 cửa đều được giảm 35 triệu đồng. Giá bán của hai phiên bản này trong tháng 6 là 735 triệu. Trong khi đó, hai phiên bản mới là 1.5 EcoBoost bản 4 cửa và 5 cửa đều được giảm giá 27 triệu, kéo giá bán mới từ 626 triệu xuống còn 599 triệu đồng. Trong tháng 6 năm 2018, nhiều đại lý Toyota cũng thực hiện điều chỉnh giá cho nhiều mẫu xe lắp ráp trong nước, cao nhất lên tới 50 triệu đồng. Tại một vài đại lý Toyota, mẫu xe Toyota Vios đang được giảm giá cao nhất tới 40 triệu, Toyota Innova cũng được giảm tới 43 triệu. Hai mẫu sedan còn lại là Camry và Corolla Altis cũng được ưu đãi giảm giá cao nhất, lần lượt là 50 và 25 triệu đồng. So với trước đây, việc giảm giá ô tô hiện tại khá chậm và có vẻ nhỏ giọt. Tuy nhiên, xét trong điều kiện hiện tại, đây có thể được coi là tín hiệu đáng mừng cho giấc mơ ô tô Việt giá rẻ của người Việt. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.